Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, liên quan tới các bên tranh chấp ở Biển Đông, cần lưu ý rằng ngoài Việt Nam, Philippines và Trung Quốc đang là tâm điểm, thì còn có nhiều quốc gia khác đưa ra các yêu sách chủ quyền của mình tại Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đó là Malaysia, là Indonesia, Brunei, các quốc gia ven Biển Đông. Trong đó, trong một diễn biến mới đây, Bắc Kinh đã ngang ngược yêu cầu Malaysia dừng ngay lập tức mọi hoạt động tại khu vực đầy dầu mỏ ngoài khơi bang Sarawak, một trong hai bang của Malaysia, nằm trên bán đảo Borneo, hướng ra Biển Đông. Tuyên bố đầy thách thức được đưa ra trong một công hàm phản đối gửi tới Đại sứ quán Malaysia ở Trung Quốc vào tuần trước. Văn bản này cáo buộc Malaysia xâm phạm vào khu vực của cái gọi là đường 10 đoạn phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh cũng bày tỏ sự không hài lòng đối với hoạt động thăm dò dầu khí của Malaysia gần bãi cạn Luconia, hay còn gọi là dạng san hô Luconia. Điều này bất chấp thực tế rằng các dạng san hô chỉ cách Sarawak 100 km, trong khi cách đất liền Trung Quốc gần 2.000 cây số, nghe mà nó phi lý không thể tưởng tượng nổi, lòng tham không đáy, bất chấp luật pháp quốc tế coi trời bằng vùng. Không chỉ có vậy, ghi nhận thực tế trong thời gian qua, ngoài việc quấy phá vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, Philippines, các tàu khảo sát Trung Quốc cũng nhiều lần ra vào như đi chợ đối với vùng biển Malaysia. Thế nhưng, khác với phản ứng của Việt Nam và Philippines về mặt ngoại giao, phản ứng gay gắt trên thực địa của Philippines với các cuộc tập trận chung với Mỹ, tăng cường năng lực quân sự, Malaysia hoàn toàn im hơi lặng tiếng để mang tàu Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Sự khác biệt trong phản ứng của Malaysia đối với hành động xâm lấn ngang ngược của Bắc Kinh đặt dấu hỏi đối với các nhà phân tích về chính sách ngoại giao của Kuala Lumpur. Mà theo đánh giá của giới phân tích, dường như điều này thể hiện rõ nét về việc Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã hiệu chỉnh lại chính sách đối ngoại của đất nước theo đường lối ủng hộ Trung Quốc và chống phương Tây. Đặc biệt, có ý kiến cho rằng Malaysia đã tiến gần hơn đến quan điểm của Trung Quốc về tranh chấp ở Biển Đông khi tuyên bố rằng tranh chấp nên được giải quyết giữa các quốc gia có yêu sách mà không cần sự tham gia của các nước bên ngoài. Và điều này được cho là có thể gây ra vấn đề đối với sự đoàn kết của ASEAN khi Malaysia sẽ tiếp quản vị trí chủ tịch luân phiên vào năm tới. Tuy nhiên, theo học giả Yan Story đến từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, trên thực tế, quan điểm của chính phủ Anwar về tranh chấp hàng hải vẫn nhất quán với quan điểm của người tiền nhiệm và có lý do chính đáng của nó. Vào đầu thập niên 90, dưới thời thủ tướng Mahathir Mohamad, Malaysia đã áp dụng chính sách ba mũi nhọn đối với các yêu sách chồng lấn của mình với Bắc Kinh ở Biển Đông. Đầu tiên, Malaysia tìm cách khẳng định và kiên quyết bảo vệ các yêu sách lãnh thổ và quyền chủ quyền của đất nước trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Malaysia đã triển khai quân nhân tới 5 đảo san hô mà nước này chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, trong khi hải quân và cảnh sát biển nước này liên tục tuần tra cảnh giác trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, giám sát nhưng không thách thức các hoạt động của Trung Quốc. Kể từ năm 2019, Malaysia đã công khai bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc, gọi đó là một sự vô lý. Thứ hai, Malaysia cố gắng tách biệt tranh chấp khỏi mối quan hệ kinh tế quan trọng của nước này với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất và là nguồn đầu tư quan trọng, mặc dù đôi khi gây ra các tranh cãi. Điều này nhằm ngăn chặn tranh chấp, làm lu mờ mối quan hệ song phương như trường hợp hiện tại giữa Trung Quốc và Philippines, đồng thời cho phép các mối quan hệ thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ. Do đó, Malaysia hạ thấp tầm quan trọng của tranh chấp, giữ im lặng về sự hiện diện gần như liên tục của lực lượng hải cảnh Trung Quốc tại bãi cảng Luconia và các hoạt động quấy rối giàn khoan và tàu khảo sát Malaysia trong vùng đặc quyền kinh tế nước này. Thứ ba, Malaysia tham gia hỗ trợ quá trình xử lý xung đột ASEAN-Trung Quốc, tức là các cuộc đàm phán đang diễn ra về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC và thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đàm phán. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 11 năm 2022, chính phủ của Thủ tướng Anwar tiếp tục tuân thủ chính sách ba mũi nhọn. Chính quyền Anwar không thỏa hiệp với các yêu sách lãnh thổ hoặc quyền chủ quyền của Malaysia ở Biển Đông. Công ty năng lượng nhà nước Petronas vẫn tiếp tục khoan dầu trong vùng đặc quyền kinh tế nước này. Khi trở về từ Trung Quốc trong chuyến thăm vào tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Anwar đã nói với Quốc hội rằng trong khi Bắc Kinh quan ngại về các hoạt động của Petronas, Malaysia sẽ coi khu vực này là lãnh thổ của mình. Do đó, Petronas sẽ tiếp tục các hoạt động khoan thăm dò của mình ở đó. Khi ông nói thêm rằng Malaysia sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc, phe đối lập đã cáo buộc ông này thiếu thận trọng trong phát biểu của mình. Nhưng, như đã lưu ý trước đó, việc sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc về tranh chấp là một lập trường lâu đời và nên được coi là một thủ pháp tu từ để kéo Bắc Kinh theo hơn là một cam kết nghiêm túc đối thoại.
Trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào về lập trường của Malaysia, chỉ vài ngày sau phát biểu của Anwar, Bộ Ngoại giao nước này đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố khẳng định rằng chính phủ cam kết rõ ràng và kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước ở Biển Đông. Thực tế cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Hải quân hoặc Cảnh sát biển Malaysia giảm bớt sự hiện diện của mình trên vùng biển của nước này. Thật vậy, các kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân mới tại Bintulu ở Sarawak đối mặt với dự án thăm dò của Petronas đang được tiến hành dưới sự giám sát của Thủ tướng Anwar. Theo hướng thứ hai, chính quyền Anwar sẽ tiếp tục hạ thấp tranh chấp với Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 6, Anwar đã cáo buộc phương Tây phóng đại căng thẳng ở Biển Đông. Chúng ta có vấn đề với Trung Quốc không? Có. Nhưng chúng ta đã gặp phải cuộc đụng độ hoặc vấn đề nghiêm trọng nào chưa? Không, Thủ tướng Anwar tuyên bố. Trong một ví dụ khác, trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông gần đây, Tổng Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Nursiwan Abidin cho biết, mặc dù ông muốn các tàu của Trung Quốc không tụ tập trong vùng biển Malaysia, nhưng sự hiện diện của họ không nên làm ảnh hưởng tới quan hệ song phương và rằng chúng ta có thể để yên cho những con chó đang ngủ. Một tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohammad Hassan tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN gần đây đã gây nên sự bàng hoàng cho một số bên khi ông này nói rằng các vấn đề trong khu vực nên được giải quyết thông qua đối thoại giữa các quốc gia. Điều này thoạt nhiên đã khiến nhiều bên cho rằng Malaysia không muốn quốc tế hóa Biển Đông. Nhưng theo quan điểm của chuyên gia Jan Story, đúng là Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC chỉ là chuyện giữa ASEAN và Trung Quốc và giải pháp để giải quyết tranh chấp chỉ có thể đạt được bởi chính các bên tranh chấp. Cả Trung Quốc và Malaysia từ lâu đã đồng ý về hai điểm này. Vì vậy, bình luận của Ngoại trưởng Hassan về việc bất kỳ nỗ lực nào của một thành viên ASEAN nhằm đưa ảnh hưởng bên ngoài vào để giải quyết các vấn đề của mình sẽ gây ra sự bất ổn. Đó có lẽ là một lời chế giễu Philippines về quan hệ chặt chẽ của nước này với Mỹ. Nhưng Malaysia cũng có mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Hoa Kỳ và tạo điều kiện cho sự hiện diện quân sự của nước này ở Đông Nam Á thông qua các chuyến thăm tàu, các cuộc tập trận chung, chủ yếu là gần Sabah, nơi tiếp giáp với Biển Đông. Ngược lại, mối quan hệ quân sự của Malaysia với Trung Quốc lại mỏng hơn nhiều. Chắc chắn, Malaysia đã áp dụng một cách tiếp cận rất khác đối với tranh chấp ở Biển Đông so với Việt Nam hoặc Philippines và đôi khi có vẻ như Kuala Lumpur đang nghiêng về lập trường của Bắc Kinh. Nhưng chính sách ba mũi nhọn cho phép Malaysia duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc trong khi vẫn khẳng định các yêu sách lãnh thổ và bảo vệ quyền chủ quyền của mình. Cách làm này thoạt nhiên có vẻ khả thi và thực tế mọi thứ vẫn ổn với Malaysia, khác hoàn toàn với tình hình Philippines và Trung Quốc hiện nay. Hay nói một cách khác, bảo rằng Malaysia ngả hẳn về Trung Quốc ở Biển Đông là không chính xác, đúng hơn là họ có đường lối và chiến lược của riêng mình trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.